Xin chào các bạn, mình là Các Khô, chào mừng quay trở lại với tập tiếp theo của Fortnite. Ok, mình có vẻ nghiện nghiện cái game này đó các bạn. Giờ này mình chơi Fortnite rất là nhiều. Và mình cắt mấy cái đoạn nào mà mình thấy có vẻ hay hay á để làm thành một cái clip cho các bạn xem. Alright. Mở đầu, chúng ta sẽ nhảy xuống Lazy Link. Ở đây là có vẻ đầu đầu xe buýt lên, mình thấy là có vẻ khá là đông đấy. Để xem nào. Mình thấy có mỗi một thằng, hai thằng. Thấy khoảng tầm hai thằng. Alright. Tranh thủ lấy cái chest, lấy cái rương này nhanh nhanh cái nào. Được một khẩu M16 ngon. Và một cái giáp lớn, tuyệt vời. Rồi. Có vẻ như bọn nó cũng nhảy lên mấy nhà thì phải. Một khẩu súng thục. Yes. Alright, và một khẩu súng súng gọi là SMG. Khá là ngon đấy. Bam, một em. Ô, thằng này có vẻ còn tí máu hay sao? Chắc biển nào bắn rồi. Mình bắn có một hit mà nó chết rồi. Alright, một dàn súng rất là ngon. Đầu game như vậy là khá là ngon rồi đó. Good. Wow, có một thằng chạy tí đằng xa nữa kìa. Mày làm gì tít đấy bên cung? Mù. Wow, cái thằng nó bắn súng ngắm, xém trúng. Xém lên tay thiên. Có cái thằng. Oh my god, vậy là có tất cả ba thằng trước mặt mình. Ok. Alright. Kẻ bố tụi nó, chúng ta xuống tranh thủ vào nhà lượm đồ đi. Để cho bọn nó bắn nhau đã đời đi rồi mình chạy ra xong. Rồi, để chạy ra xem là có những thằng nào còn sống. Hai thằng đang bắn nhau. Bam. Oh my god, mình thích nhất là chọc gậy sau lưng của nó. Cuộc tình tay ba. Oh my god, bắn quá cùi bắp, mãi mới trúng. Nhưng mà mỗi lần mà mình bị chọc gậy sau lưng á, bị đâm sau lưng á thì mình tức lắm. Chắc bọn này đang điên tiết lắm đây. Wow, quá trời súng ngon luôn. Có một khẩu drum gun. Oh shit, một cái ấy, một cái hộp slurp để hồi máu, tuyệt vời. Cái dương này có gì đây? Oh, cái dương này có mini. Ngon đấy. Yes. Vậy là chúng ta đã đủ đồ để hồi máu rồi đó. Lên lượm lốt cái dương này xem có gì không. Oh my god. Thuốc nổ rồi bao nhiêu là hồi giáp. Mình chọn lấy cái cục giáp lớn thay vì mang cái hộp thuốc. Yeah. Ưu tiên giáp hơn. Alright, nhìn quanh xem có thằng nào nữa không. Chắc là không còn nữa rồi. Nó chuồn thôi. Nếu có một thằng trước mặt. Đứng yên một chỗ. Các bạn đừng bao giờ đứng yên một chỗ như vậy trong Fortnite nghe nha. Nếu không là sẽ bị bắn vào đầu như thế. Khổ thân con. Nó đứng yên như tượng á, không biết là nó có, không biết là nó có đang chơi không hay là nó đang bỏ máy đi đâu mất tiêu rồi. Oh my god. Không có gì nhiều ngoài mấy hộp hộp giáp nhỏ. Rồi chúng ta đi tiếp này. Đấy, trên đồ này thường là có mấy cái rip để nhảy. Mấy cái này hình như các mình chưa nói các bạn đúng không? Nếu chúng ta nhảy vào đây á, nó sẽ đưa mình lên trời và mình nhảy dù. Yeah, rất là hay, mình thích cái này cực kỳ luôn. Rất là tiện để chúng ta di chuyển là một, rất là nhanh. Hoặc là chúng ta có thể lên cao để thăm dò xung quanh xem là có địch ở đây không. Cái này rất là tuyệt vời. Mình đi ngang qua Pleasant một chút để xem là có thằng nào ở đây không. Nhưng mà hình như có vẻ là không. Yeah. Mình biết các bạn có thấy gì không nhưng mà mình chả thấy gì hết. Không thấy một thằng nào. Rồi chúng ta quay lại cái xe này. Nhảy lên để xem sơ thôi mà. Xem có thằng nào không. Rồi chúng ta đi tiếp. Oh shit. Có thằng bắn súng ngắm ở đâu vậy? À nó bên tay. Nó bên tay trái. Ái chà. Thằng này nó trốn đâu mà hôm nay mình không thấy thằng. Mày ba hit vào mặt nhá. Ủa gì à. Nó mất hơn 60 giáp rồi. Wow, thằng này thì khó xây ghê á. Oh shit, hình như nó đang chuẩn bị tiến về chỗ mình thì phải. Bắn bè cầu thang của nó. Mày. Rồi, hình như nó hết giáp rồi sao.
Oh shit. Tự bắn cầu thang của mình, cứu bắp quá. Rồi. Nào, bây giờ mày làm gì nữa? Nó có giỏi bắn lại đi. Nó ném cái gì? À, ném quả bom nhảy. Một. Rồi, chơi không? Chơi không? Nhảy lên chơi, chơi. Chết mày đi, chết mày đi. Oh yeah. Oh my god, cái shotgun heavy shotgun. Shotgun hạng nặng. Cái này là cái shotgun cũng khá là xịn đó. Cái gì đấy? Thằng nào? Oh, một thằng nữa. Oh shit. Nó ở trên cao rồi, tôi bắp rồi. Các bạn thấy là mình quá gà. Nó lên cao như vậy á, là mình không được đứng dưới bắn nó, không bao giờ bắn lại đó, chúng ta phải xây lên cao. Chết một cách quá quỷ bắp. Right. Màn tiếp theo chúng ta sẽ đến Greasy, hình như mình chưa nhảy xuống chỗ này bao giờ đúng không? Cũng là một cái làng, cũng là một cái thành phố nhỏ nhỏ. Không phải thành phố mà thị trấn nhỏ nhỏ. Rồi, ở trên là không có cái rương nào nên mình nhảy xuống dưới. Thường có rương là chúng ta sẽ nghe thấy tiếng xèo xèo. Một khẩu shotgun khá được. Vào đầu game á, lượm được khẩu shotgun với khẩu AR là ngon nhất. Khẩu AR là cái khẩu M16 á. Súng. Cái này là súng nhòm nhiệt đúng không? Đúng rồi, hình như vậy, đúng rồi. Súng nhòm nhiệt. Có một thằng ở quanh đây. Nó bên trái, nó bên trái, mình thấy rồi. Nó đang xây lên. Shit. Nó trên mái nhà, nó đang trên mái nhà. Hình như có thằng nào bắn nó sao? Rồi, chúng ta luồn luồn. Đi sau lưng nó chăng? Oh shit, cái thằng nó phát hiện ra mình rồi. Mày lại đây, mày lại đây. Nào, vào đi. Rồi, có một thằng đang đứng canh ở cửa ấy, các bạn tuyệt đối đừng có đi vào nha. Dễ bị bắn vào mặt lắm. Đây là cái súng nhòm nhiệt đây, mình thích cái này lắm. Mỗi người là nó sẽ tỏa, nó sẽ sáng lên màu vàng á, rất là dễ nhìn. Cái súng này rất là dễ để phát hiện địch. Mình bắn tỉa con này nhưng mà bắn cùi bắp quá, toàn hụt không. Oh my god, khả năng bắn của mình vẫn đang còn rất là cùi bắp, các bạn thông cảm. Rồi, đứng trên mái nhà này me bọn nó cái. Vẫn có mấy bọn đang bắn nhau ở dưới. Mày! Cuối cùng chúng được hit. Rồi, có vẻ bọn nó đang đánh nhau trước mặt. Ui dồi. Nhìn cùng nhau kìa. Mình chỉ đứng sau, đâm sau lưng bọn nó thôi. Ái chà chà. Bắn tỉa này cũng hay phết. Nhìn rõ kia luôn. Nhìn cực kỳ rõ bọn nó luôn. Mày! Cái em đấy là teo. Cái em đã bị trúng 3 phát của mình. Còn một thằng nữa. Mày. Oh my god, thật là khốn nạn. Tại sao mình có thể khốn nạn vậy các bạn? Oh my god, đứng sau, đâm sau lưng mình đó. Rồi chúng ta chạy ra đấy lượm đồ xem có gì không. Một khẩu AR. Good. Cái rương chưa mở. Yep, boy. Tuyệt vời. Cho xin miếng giáp nào. Thật là đầy giáp. Oh shit, có một thằng. Oh my god, what the hell? Thằng này đến từ lúc nào vậy? Mình không biết nó đến từ lúc nào luôn. Oh no. Oh no. Come on, nó ở trên cao rồi. Oh shit. Bắn toàn hụt không, no. Oh my god. Đặt bẫy nữa kìa. Đặt bẫy làm đấy làm gì, tao có lên đến đấy đâu. Oh my god, nó ném cả bom nữa. Thằng khốn này mày có bao nhiêu thứ vậy? Oh no. Lại bom nữa, god damn it. Rồi mình bị dính quả bom của nó rồi. Son of a bitch. Oh my god. Cái van đây á, một phần á là nó chơi khốn nạn, nhưng một phần là mình chơi quá gà. Mình thấy là mình bắn hụt được phải 3-4 phát shotgun. Nếu mà bắn trúng chỉ một trong những phát đấy thì nó là mình đã thắng rồi, còn đâu nữa. Rồi thôi rồi, chúng ta qua trận tiếp theo. Tiếp tục là Lazy Link. Một nơi quen thuộc.
nơi là nơi tụ của mình bạn, mình thích xuống đây cực kỳ luôn á, dễ nhìn dễ bắn. Đấy, được khẩu gun là ngon rồi, mình mừng rồi. Oh shit, có thằng bắn lén sau lưng mình. God damn it. Khẩu AR ngon, tuyệt vời. Mình ghét cái khẩu súng bớt lắm, nhưng mà chúng ta có khẩu AR là ngon rồi. Thằng khốn nãy bắn lén mình đâu rồi? Có một thằng ở trong nhà. Mày. Nó núp trong đấy rồi. Nó có bom vào cho nó đuổi nó ra. Yes. Nó bắt buộc phải ra. Mày. Oh god damn it. Chúng tôi có 7 đam. Và em đã đi. Thành kinh. Hai thằng kia đang đục nhau trước mặt. Mình có thể bắn lén nó này không? Bị được không? Mình thấy mấy cái đoạn mà núp vào cửa, xong cái đợi bọn nó ra, xong bắt đầu mình nhảy ra bụp nó. Rất nhiều thằng hay bị kiểu như vậy nhá. À, hình như có vẻ như đây hết người đó bạn ơi. Chúng ta tranh thủ qua đây đi quanh lượm lặt nữa. Ô, vẫn còn. Oh shit, vẫn còn một thằng nữa. Nghe tiếng chân của nó. Nó đây. Một quả shotgun vào mặt. Hết chưa? Come on. Một cái và một cái khẩu súng P90. Cái khẩu màu vàng đó, khẩu súng khá mạnh. Đấy, mình nghĩ bây giờ chúng ta an bình để đi lượm lặt rồi. Một cái súng phóng lựu. Chúng ta có nên cầm không? Yes, cầm đi. Còn một cái rương ở trên này nữa. Cái rừng này chả có gì hay. Alright, mình vẫn đang trên cuộc tìm đồ để hồi máu. Yes, và cuối cùng đã tìm được cái băng cứu thương. Oh my god, mừng quá. Đi mãi mới tìm được cái để hồi máu. Và đây cái máy bán hàng này, nó có bán cái hộp slurp nữa. Tuyệt vời. Đã đến lúc chúng ta đi chặt củi để mua đồ. Dạ, cái cục slurp ngon lắm. Hồi được 75 điểm máu và giáp. Oh yeah boy. Thế là ngon lành. Từ chỗ sắp chết bây giờ chúng ta lại khỏe như trâu. Rồi và mình định là chúng ta chặt thêm ít gỗ để mua thêm một cục slurp nữa để dành. Mình có nghe thấy tiếng xe. Yeah, có một tiếng xe. Mày chạy đâu cung? Mày chạy đâu? Yes. Cái thằng đấy hình như chả có gì ngoài đấy. Chả thèm ra lượm nữa. Nó chả có gì hết. Nó chỉ có một tí gỗ với lại cái băng cứu thương hay sao. Rồi bây giờ chúng ta đã mua được cái hộp slurp để dành. Good. Khá là tuyệt vời đấy. Mình chăm chỉ chặt cây nãy giờ. Oh my god. Lại có một thằng bắn tỉa nữa. Cái game này lắm thằng bắn tỉa vãi. Có ngon lại đây. Rồi chúng ta sẽ xây một cái bên này để dụ nó. Giả bộ như chúng ta chạy qua bên đấy á. Đó, cái thằng này giờ nó bắn qua bên kia. Mình không muốn bắn nó lâu tại vì sợ nó bắn tỉa vào mặt mình. Rồi, nó đang tiến gần lại mình. Chuẩn bị đối mặt với nó thôi. Bắt buộc. Nó đâu rồi ta? Nó đã lên trên đây rồi đúng không? Mình nghe tiếng nó xây. Mày! Ăn một quả súng vào mặt. Chạy mày đi. Rồi nó sợ chạy rồi. Cái thằng nhát cái đã chuồn rồi kìa. Rồi. Mình đã ở trên cao rồi nhưng mà mình chả biết nó ở đâu. Có vẻ như nó trốn rồi hay sao. Có thì mày cái bọn. Mình rất là kém nhá để phát hiện xem bọn nó ở đâu nhá. Thường mấy bọn nó trốn phát là mình không biết là mình mất dấu nó luôn. Không biết tìm nó ở đâu. Nhưng mà có khả năng nó ở trong nhà. Nghe thấy tiếng chân của nó. Oh shit, nó lên trên này lúc téo rồi. What the fuck.
Oh my god. Thằng này có vẻ yếu lắm rồi. Bắn chúng nó bao nhiêu? Oh my god. Oh my god, ném hai quả mìn xuống. Oh shit. Oh my, chết đau vãi. Lẽ ra là oh 6 máu. Are you fucking. Oh my god. Xui vãi liền. Right. Trận tiếp theo chúng ta hạ cánh xuống một ngôi làng không tên. Kiểu như kiểu giống như kiểu ở mấy cái nước Dubai á. Gì Ai Cập á, vậy cái kiểu kiến trúc của nó như vậy. Ở cái chỗ này thường rất là đông các bạn. Nhưng mà không hiểu sao á, cái lần này mình hạ xuống đây không có ai hết. Vắng tanh vắng ngắt luôn. Một mình một khu. Thế nên là chúng ta cứ thoải mái đi lượm lặt. Sau một thời gian lượm lặt thì mình đã trang bị rất đầy đủ. Và chúng ta chuẩn bị chuồn thôi. Yeah. Buồn cái là xuống đây không có một ai luôn. Mà thường chỗ này cực kỳ đông nhá. Thật là khó hiểu. Rồi bây giờ chúng ta nhảy vào cái rip này để di chuyển ở chỗ khác nào. Tại vì chỗ này chán quá, vắng tanh vắng ngắt. Không có một ma nào. Man, nhảy rip này sướng quá. Mình thích cái nhảy rip. Alright, phía trước mặt kia là Paradise. Chỗ đây chắc chắn là sẽ còn người ở đây. Thường chỗ này rất là đông. Ôi, mình thấy nó rồi. Mình thấy hai thằng đang đánh nhau rồi. Ngay trước mặt. Chuẩn bị thọc gãy sau lưng nào. Cuộc tình tới ba. Một cú hạ cách, hạ cánh rất là cùi bắp. Đã bắn lén được một lượt ít rồi. Và hình như bây giờ nó phát hiện là mình phải. Khổ thân bọn này. Đấy, hai con nó đang bụp nhau kìa. Chúng ta chỉ canh lúc mà cơ hội là bụp thôi. Oh my god, thằng nó bị ăn một quả shotgun vào mặt chết ngay tại chỗ luôn. Rồi bây giờ là cơ hội của chúng ta tấn công thằng này. Yes. Right. Mình nhảy cua bắp quá, để mất máu. Tấn công nó. Sơ lên bụp nó. Oh shit. Ăn hai quả shotgun vào mặt thế nào? Sướng không? Rồi, mình có quá nhiều cái để hồi giáp rồi, nhưng mà không có gì để hồi máu, buồn vậy. Chúng ta lên xe chuồn đây. Hai thằng đấy là hai thằng cuối cùng ở cái chỗ này. Oh shit, lại có hai thằng bắn nhau trước mặt nữa. Oh, mình phải đổi tên thành cá khô chọc gậy sau lưng. Á chà chà, ngồi ngay giữa đồng để hồi máu à. Đừng bao giờ, các bạn đừng bao giờ làm vậy các bạn. Mỗi lần hồi máu các bạn phải cố gắng xây một cái hộp nhỏ nhỏ để cho bọn nó khỏi bắn lén. Cái thằng nó ngồi ngay giữa khoảng không luôn. Cơ hội quá tốt thì mình đục nó. Nâng cấp súng nào. Oh yeah. Và cả cái và có cả một cái hộp máu để hồi máu nữa, quá tuyệt vời. Đó, các bạn có thể xây một cái kim tự tháp nhỏ nhỏ nè để ngồi hồi máu. Không tốn bao nhiêu hết mà nó an toàn. Tuyệt vời, lại như mới. Rồi bây giờ chúng ta lượm cái khẩu shotgun kia là ngon. Dàn chúng quá ngon rồi. Tuyệt vời. Rồi mình nghĩ là chúng ta sẽ nhảy rift lên trên cao để xem là quanh đây con cu nào. Quan sát. Mình không thấy là có vẻ có thằng nào ở đây. Yeah, lòi mắt ra nhìn là không thấy ai hết. Buồn nha. Oh, có anh ở trên núi. Ok. Được đấy. Nó ở trên núi quá xa các bạn ơi. Mình không biết là chúng ta có thể tấn công lên đến đấy không. Nếu mà để tấn công lên đấy chúng ta sẽ mất rất nhiều tài nguyên để xây. Nên thôi kệ nó. Đây nó đang ở trên núi đó, nó vẫn bắn mình, sao mày dai thằng khốn kia. Thằng khốn nạn. Rồi giờ chúng ta lên cái nhà làm căn cứ thôi. Đó, xây một cái căn cứ nhỏ nhỏ đây. Oh my god, có một cái cầu cao chưa. Nhưng mà chắc không con nào trên đấy đâu.
Đấy, bây giờ chúng ta chờ đây thôi làm gì. Ô, cái thằng này nó nhảy đến chỗ mình kìa. Holy shit, thằng này máu thật đấy. Mày bắn tiền nó phát. Mày hả con? Thích chưa? Ăn đạn thích chưa? Ăn được 2 hit. Yes. Ô, nó nhảy đến cái rift. Cái thằng khốn nạn. Cái thằng khốn nạn. Nó nhảy đến cái rift làm quái gì vậy? Tôi cứ nhảy đến đây xong ăn mấy mấy chục đam chơi vậy. Chả để làm gì. God. Rồi, hình như nó về căn cứ của nó rồi sao? Giờ nó trở lại cái núi của nó rồi. Rồi, mình quyết định là chúng ta sẽ nhảy đến cái rip để đuổi theo nó. Thằng này nó vẫn tiếp tục bắn mình, nó kiên trì thật ạ. Hãy chúng ta nhảy lên đây. Chiếm căn cứ của nó. Yeah. Chết mày rồi con ơi. Ô, có một thằng nó cũng đang leo núi lên kìa. Nó cũng đang xây đường lên leo núi kìa. Shit, lại là một cuộc tình tới ba nữa à. Rồi bây giờ chúng ta phải làm sao? Ô, thằng kia nó chạy mẹ rồi. Rồi bây giờ mình sẽ lần sau đằng sau thằng này. Yes. Lần sau bắn lén đó. Rồi, hình như thằng kia nó cũng nhảy đi mất tiêu rồi. Có tiêu mình. Cái bọn này nó nhảy. Ok, nó kìa, nó nhảy đi chỗ khác rồi. Rồi thế vậy thì chúng ta sẽ chiếm cái căn cứ này. Cảm ơn mày nhá. Nó đã từ bỏ căn cứ để cho mình. Oh, what the fuck? Nó đã quay lại từ lúc nào vậy? Quả shotgun vào mặt. Thằng này nó cũng có heavy shotgun mà nó không dùng nữa để bắn mình. Ok. Tuyệt vời. Mình đã giết được nó và chiếm được căn cứ của nó. Không có gì tuyệt vời hơn. Bây giờ mình lại ở trên cao chứ, quá lợi thế. Hồi máu phát cho nó đầy nè. À, hồi giáp. Giáp giờ không thiếu. Vẫn còn đến 11 nữa, đứa nó còn sống. Trước mặt có một thằng cũng đang đứng như tượng. Các bạn đừng có đứng như tượng trong trong mấy game bắn súng này như vậy các bạn. Dễ bị bắn tỉa lắm á. Mình thấy thằng này nó cứ đứng đấy nãy giờ luôn. Không biết nó làm cái gì. Đấy, đấy là hậu quả của việc đứng im như tượng. Có hai thằng đánh nhau trước mặt. Oh my god, ở trên cao này dễ. Dễ bắn lén mà nó vãi. Nhưng mà chúng ta bị một quả snipe vào mặt. Tại vì quá gà. Vừa bảo là đừng bao giờ đứng im tại chỗ. Thế mà rồi, trận tiếp theo chúng ta lại quay trở lại Soti, thị trấn rất là thân thuộc. Ấy chà chà, mình đã lượm được súng trước nó. Đôi lúc chỉ cần chậm một giây thôi bạn là xong. Cái thằng đấy nó mà lượm súng trước mình là mình toi, nhưng mà rất tiếc nó xui. Rồi bây giờ là cái nhà này là của mình rồi, tha hồ lượm đồ. Sau một hồi lượng khá là nhiều súng và cả giáp nữa, tuyệt vời. Và có cái một cái port the fort, cái này nếu mà chúng ta ném nó sẽ tạo ra một cái pháo đài di động nhỏ nhỏ cho mình. Yeah, rất là tiện, đỡ phải xây nhiều mà lại cao nữa chứ. Mình nhìn quanh qua chả thấy thằng nào hết, thế nên là chúng ta thế là mình quyết định là thôi chuồn. Chỗ này như nó vắng tanh vắng ngắt hay sao, không ai xuống đây hết. Oh shit, một cái shotgun heavy. Oh boy, ngon. Thấy có gì không? Oh shit, ở trước mặt có một thằng kìa. Yeah, có một thằng đang nhảy lò cò kìa trước mặt. Nâng cấp súng cái. Rồi. Chúng ta phải lần mần theo nó cái. Yes. Đi chậm chậm. Một thằng nữa, thằng áo đen. Ấy chà chà. Vậy là có hai thằng trước mặt. Còn nó có bắn nhau không ta? Ấy chà chà. Lại được thọc gậy sau lưng nữa, tuyệt vời. Chuyên gia, cá khô là chuyên gia. Oh my god.
Đó, được một em, tuyệt vời. À, chỉ còn một em thôi. Xem nào. Oh shit. Thằng này nó cũng xây kinh phết nhỉ. Ây chà chà, ây chà chà. Men, có cái cây này vướng vậy. Nó ở tít trên cao là sao các bạn ơi? Mình không thấy nữa. Ây, nó ở tít trên cao kìa. Shit. Ây chà chà. Canh men chơi mặt nó. Oh, hên vậy. Cái quả đó mình nghĩ là mình cứ tưởng là thằng đó nó đục mình rồi chứ. Nhưng mà có vẻ như nó gặp vấn đề gì đấy. Nó xây hơi bị cùi bắp, có thể là do cái cây nó vướng. Nên là mình may mắn mình giết được nó. Chứ chả phải là mình bro gì đâu. Mình vẫn còn gà lắm, nhưng mà cái thằng đó nó xui. Có một thằng vừa bắn tỉa lúc nãy, không biết là nó còn ở trước mặt mình không. Oh gì, nó ở ngay cái tảng đá. Nhưng mà bão sắp đến đít rồi các bạn ơi, chúng ta phải chạy thôi. Right. Chạy một mạch mà vẫn không thấy nó đâu. Khả năng nó chạy đâu mà nó nhanh vãi. Chúng ta vào cái rift này để dù cái. Xem có em nào quanh quanh đây không. Chúng ta bụp. Còn những 12 đứa. À đây đây, thấy rồi. Một thằng ở bãi cát. Ấy chà chà, ấy chà chà. Không biết là có phải cái thằng lúc nãy bắn tỉa mình không? Nhiều khả năng là nó. Nó chạy nhanh phết. Ấy chà chà. Hello. Hello. Sau lưng nó mà nó không biết. Khổ thân từng con vậy. Oh my god. Chúng ta xây một cái pháo đài nhỏ nhỏ ở đây. Đây là trong vùng rồi. Oh shit, mình nghe thấy một tiếng chân. Một tiếng chân ở ngay bên dưới sao? Nghe đang đập nhà mình. Ấy chưa kìa, ấy chưa kìa, ấy chưa kìa. Nó đã ở trên mình rồi, sân vật, sân vật. Oh, thật là cùi bắp. Oh my god, mình cố gắng xây lên cao lên nhưng mà không kịp. Và bắn hụt một cách gọi là không thể tin nổi. Oh my god. Cá khô bây giờ sao có biệt danh mới là cá bắn hụt. Đấy, mình xin tạm dừng phần này đây. Rất là buồn vì chúng ta không thắng được trận nào. Nhưng mà mong là các bạn thích cái video này. Bạn nào chưa subscribe thì nhớ subscribe để không bỏ lỡ những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.